Tuyết Nha và Phạm Hùng Cường, sướng ngôn viên từ đài IBC TV xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào đón đến với chương trình tin tức tổng hợp của buổi trưa ngày hôm nay trên băng tần 57.19 của miền Nam, 16.12 miền Bắc California, 27.7 Houston, Texas, trên hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên trang mạng ibctv.us hoặc qua kênh YouTube IBC TV Official. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Như thường lệ, sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Cảnh sát California giải tán trại biểu tình ủng hộ Palestine ở Đại học UCLA. Người Palestine ăn mừng ở Rafah khi Hamas đồng ý một đề nghị ngừng bắn. Hoa Kỳ nói rằng họ đang nghiên cứu phản ứng của Hamas về ngừng bắn ở Gaza theo thỏa thuận với các đồng minh. Tòa Bạch Ốc nói sẽ xem xét phản ứng của Hamas đối với thỏa thuận ngừng bắn và con tin. Tổng thống Biden gặp vua của Jordan Abdullah trong bối cảnh không có thỏa thuận nào về đề xuất ngừng bắn. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Phạm Hùng Cường. Cảnh sát California giải tán trại biểu tình ủng hộ Palestine ở Đại học UCLA. Hàng trăm cảnh sát đội mũ bảo hiểm đã tiến vào sân trường trung tâm của Đại học California ở Los Angeles, UCLA vào sáng sớm thứ Năm ngày 2 tháng 5 để giải tán một trại biểu tình ủng hộ Palestine bị những người ủng hộ Israel tấn công vào đêm hôm trước. Cuộc trấn áp của cảnh sát lúc rạng sáng thứ Năm tại UCLA đánh dấu điểm bùng phát mới nhất về căng thẳng gia tăng tại các trường đại học Hoa Kỳ, nơi những cuộc biểu tình phản đối việc Israel tiến hành chiến tranh ở Gaza đã dẫn đến các cuộc xung đột của sinh viên với cơ quan công luận. Đoạn phim truyền hình trực tiếp cho thấy khoảng 6 người biểu tình bị bắt giữ, quỳ trên mặt đất, tay bị trói sau lưng bằng dây buộc. Hàng chục tiếng nổ lớn đã được nghe trông thấy trong cuộc đụng độ từ các vụ nổ, chớp nhoáng hoặc lựu đạn gây choáng do cảnh sát bắn ra. Những người biểu tình, một số mang theo khiên và ô dù, tìm cách chặn lực lượng cảnh sát lại bằng lượng người đông đảo của họ, đồng thời la lớn, đẩy lui họ và nháy đèn sáng vào mắt cảnh sát. Những người khác ở phía đối diện của trại nhanh chóng bỏ cuộc và được nhìn thấy đang bước đi với hai tay ôm đầu dưới sự ủng hộ hộ tống của cảnh sát. Người Palestine ăn mừng tại Rafah khi Hamas đồng ý một đề nghị ngừng bắn. Đám đông có thể nhìn thấy đang ăn mừng tại Rafah, Gaza vào ngày 6 tháng 5 sau khi Hamas nói họ chấp nhận đề nghị ngừng bắn từ các nước trung gian. Tuy nhiên, Israel lại giảm xuống khả năng có thể xảy ra ngừng bắn tại Gaza và nói rằng những hoạt động quân sự vẫn tiếp tục. Hamas nói trong một tuyên bố ngắn gọn, người đứng đầu Ismail Haniyeh đã thông báo với hòa giải viên Qatari và Ai Cập rằng nhóm này chấp nhận đề nghị của họ về lệnh ngừng bắn. Giới chức Israel phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết đề nghị Hamas đã chấp nhận là một phiên bản được đưa ra của một đề nghị từ Ai Cập và bao gồm những yếu tố mà Israel không chấp nhận. Quân đội Israel cho biết tất cả những đề nghị giải phóng con tin được tổ chức tại Gaza sẽ được xem xét, trong khi hiện nay những hoạt động của họ vẫn tiếp tục song song. Thông báo của Hamas được đưa ra khi lực lượng Israel tấn công Rafah trên rìa phía nam của Gaza, ra lệnh cho người dân ra khỏi một phần của thành phố, nơi đã từng là khu vực ẩn náu cuối cùng cho hơn 1 triệu người dân Gaza di dời. Hoa Kỳ nói rằng họ đang nghiên cứu phản ứng của Hamas về ngừng bắn ở Gaza, sẽ thảo luận với các đồng minh. Hoa Kỳ sẽ thảo luận về phản ứng của Hamas đối với một số đề xuất ngừng bắn ở các đồng minh ở Trung Đông trong những giờ tới. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là Matthew Miller nói với các phóng viên vào ngày thứ Hai, ngày 6 tháng 5, một quan chức Israel đã biết đã không có thỏa thuận ngừng bắn nào, mặc dù nhóm chiến binh Palestine Hamas nói hôm thứ Hai rằng họ sẽ chấp nhận một đề xuất từ các hòa giải viên Ai Cập và Qatari. Trong một cuộc họp ngắn, Miller cũng cho biết Hoa Kỳ khá quan tâm về việc Israel đóng cửa các hoạt động của Al Jazeera ở nước này, một ngày sau khi chính quyền Israel đột kích một phòng khách sạn Jerusalem được sử dụng làm văn phòng địa phương của đài truyền hình. Washington nghĩ rằng Al Jazeera thuộc sở hữu của Qatari phải có thể có hoạt động ở Israel, Miller nói thêm.
Tòa Bạch Ốc nói sẽ xem xét phản ứng của Hamas đối với thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận con tin. Tòa Bạch Ốc ngày 6 tháng 5 cho biết họ xem xét phản hồi của nhóm phiến quân Hamas Hồi giáo về thỏa thuận phát hành một lệnh ngừng bắn và phóng thích con tin, nhưng từ chối đưa ra thông tin chi tiết về những gì đã được thỏa thuận. Giám đốc CIA William Burns trong khu vực có những cuộc thảo luận về đề nghị này. Phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc là John Kirby đã chia sẻ như vậy với các phóng viên. Tổng thống Biden gặp vua của Jordan Abdullah trong bối cảnh không có thỏa thuận nào về đề xuất ngừng bắn. Tổng thống Joe Biden đã gặp đồng minh Trung Đông, vua của Jordan Abdullah thời thứ hai tại Nhà Trắng vào thứ hai ngày 6 tháng 5, khi Hamas nói rằng họ đã chấp nhận một đề xuất ngừng bắn, nhưng Israel nói rằng điều đó là không thể chấp nhận được. Một quan chức Israel cho biết đề xuất ngừng bắn rằng Hamas đã là chấp nhận một phiên bản mềm mại của một đề xuất của Ai Cập. Trước đó, một ngày, Israel đã nói với người Palestine để sơ tán các thành phần của thành phố Rafah phía nam Gaza. Vào Chủ nhật ngày 5 tháng 5, Hamas đã nhắc lại yêu cầu chấm dứt chiến tranh để đổi lấy việc giải phóng con tin. Và Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu đã thẳng thừng loại trừ điều đó. Hamas cũng tấn công Kerem Shalom băng qua Gaza. Người Israel cho biết đã giết 3 người lính của mình. Một nhà ngoại giao Jordan nói với các cuộc họp của Reuters hôm thứ Hai giữa Biden và King Abdullah không phải là một cuộc họp song phương chính thức mà là một cuộc họp tư nhân không chính thức. Kính thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để tường trình đến quý khán giả một số những tin tức nổi bật liên quan tới người Panama hy vọng gì sau khi ông Mulino giành chiến thắng trong chức vụ tổng thống. Và những tòa nhà sụp đổ tại Nam Phi đã làm cho 22 người bị thương, hàng chục người vẫn mắc kẹt bên trong. Tổng thống Erdogan Thổ Nhĩ Kỳ chào đón Hamas chấp nhận ngừng bắn và hy vọng Israel cũng sẽ làm điều tương tự. Chúng ta tới với buổi thử trang phục của cuộc thi nhạc Eurovision đã được tiến hành tại Âu Châu. Xin mời quý khán giả đón xem.